tuổi thơ thơm ngọt ruộng đồng bát ngát, nắng lấp loáng chiều vàng mênh mang chân trời, ta lưng trâu về nghe xa lời mẹ gọi. Đơn sơ mái tranh nghèo có thương con dại lặn lội phương xa, niên 80 là khoảng thời gian của những sự thay đổi, những cuộc cách mạng về văn hóa, xã hội, những chuyển mình về nền kinh tế thị trường dưới thời bao cấp. Quê hương Thái Đô chúng ta vẫn là đồng cói bạt ngàn mặn chát. Một xíu lúa cải tạo, một chút hoa màu mà chủ yếu là ngô, khoai, lạc, sắn dây, sắn tàu, tía xóm 7, 8, 9. Một vài chiếc thuyền nan thả lưới xóm 6, xóm 5. Rồi nghề biển xóm 4, 3, 2, 1 cũng chảy chật, bữa đói không quên, bữa no không kể. Làng trên xóm dưới le lói đèn dầu. Trường học là nhà tranh vách đất. Thầy cô sáng đứng bục giảng, chiều lại cấy cày, chăm cây này, nuôi con nọ, đắp đổi áo cơm quanh năm thiếu thốn, làm người nông dân thành thục như khi viết phấn trắng đưa tri thức cho lũ trò ngây thơ. Thưa quý cô thầy, quý vị và các bạn, đường tới trường là cả sự gian nan, là mồ hôi của mẹ cha bán từng cân thóc, cân khoai để may được bộ quần xanh áo trắng, mua được chiếc cặp cói, đôi dép nhựa, bút mực, sách vở. Đường tới trường là tuổi thơ ồn ả, hồn nhiên. Mùa hè nhễ nhại mồ hôi, quần áo dính đầy hoa cỏ may. Chơi bắn bi đánh đáo, nhảy dây trốn tìm, đủ trò phá phách. Mùa đông áo cộc lạnh căm, đường đê trơn ướt, ngã lên ngã xuống, gột bùn đất để lấm lem, kịp giờ vào lớp học. Tất cả giờ là hoài niệm, có bâng khuâng, có tiếc nuối, có cả tiếng thở dài của thầy, của mẹ cha và chính chúng ta. Đây là những con đường ngày xưa bọn tôi đã từng trải qua, những con đường ổ gà ổ chuột, đi lại rất khó khăn, trơn trượt. Có những lúc đi học ngã trơn trượt ướt hết quần áo, nhưng mà cuối cùng vẫn là mặc để đến trường với những cái nấm nem bùn bẩn. Đấy, những kỷ niệm ngày xưa ùa về bọn tôi. Bờ tre, bờ dứa, ruộng, lúa bao la, cánh đồng bát ngát. 25 năm bươn trải ngược xuôi với dòng đời, hôm nay chúng tôi trở về cùng hòa mình và nắng gió quê biển thân thương Thái Đô, Thái Thụy, Thái Bình. Ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe về chuyến hành trình của tuổi thơ hoài niệm, của lam lũ xác xơ, của ngôi trường đơn sơ dung dị, của cha mẹ cần lao, thầy cô kính quý. Niềm hạnh phúc trào dâng trong mỗi trái tim chúng ta, cùng nhau dệt nên một ngày hội khóa. Hội khóa 1988-1997, trường cấp 1 và 2 Thái Đô, Thái Thụy, Thái Bình. 25 năm trưởng thành để hội tụ, chia sẻ, tri ân. 25 năm chúng em hội tụ về đây để tưởng nhớ, để tri ân, để vấn an thầy cô, để tỏ lòng yêu kính và biết ơn. Để có được một câu chào thầy, chào cô, chào mái trường Thái Đô thân thuộc. Chúng em đã đi rất nhiều, rất xa, bằng hành trang là kiến thức, được dạy dỗ, ý thức được rèn luyện, bảo ban kèm cặp khi còn ngồi trên ghế học trò.
xin được bằng cả tấm lòng gọi thầy cô như gọi mẹ cha thứ hai trong cuộc đời này. Tuổi thơ con gọi thầy cô, bạc đầu con vẫn thưa cô lạy thầy. Hôm nay chúng em trở về đây với cánh hoa vàng, với hương trầm mênh mang, tưởng nhớ tới thầy Toàn, cô Mấn, cô Diên, thầy Năng, cô Yến, cô Lơn, cô Thoa. Trước di ảnh thầy cô, xin một phút lặng yên cúi đầu tri ân, cầu mong thầy cô an lạc nơi cõi vĩnh hằng. 25 năm, hành trang trở về của chúng em là quê hương thân thuộc, là mái trường xưa, con đường làng năm ấy, là hình ảnh thân thương của thầy mãi nghiêm nghị, thầy sinh hiền hòa, cô the với mái tóc xoăn ấn tượng. Chúng em ở đây rồi, được vấn an, được trò chuyện, được hồi ức về một thời áo trắng. Thầy cô vẫn thế, vẫn dung dị hiền từ, vẫn quan tâm như đối với đàn con lâu lắm đã trở về nhà, yêu thương và hoài nhớ. Người ta vẫn nói một cái câu là nghề nãy đò, nhưng mà mình cũng thế. Một điều là đến bây giờ mình nghỉ hưu, mình cảm nhận được là ngày xưa mình đi, mình chọn cái nghề này rất là đúng thôi. Bởi vì thực ra chỉ có nghề thầy giáo thì các em học sinh, những cái người mà các thầy đã chăm lo dạy dỗ mới tìm đến thầy như thế này. Đấy, những khi mà các thầy đi đến đâu thì cũng có học sinh cũ của mình đến gặp. Thậm chí đi ra đến ngoài chợ có khi gặp. Sáng hôm qua ra chợ Bích Du cũng gặp một bạn và là chào thầy, mãi xin bảo là em là Thế Đô, lấy chồng ở dưới xóm 1, có hai cháu, một cháu lớp 12 hoặc cháu 9. Thế mà mình rất là phấn khởi. Thế là các em nên thì thầy rất là xúc động thôi. Thì trước hết là xin nhận lời và thầy sẽ đến dự với các em. Và cũng chúc tất cả các em luôn luôn mạnh khỏe, công tác là thật tốt, ngày một thằng thành đạt. Đấy, thì thầy xin cảm ơn và ghi nhận tất cả tình cảm của em dành cho thầy. Cảm ơn. Dưới mái trường này, chúng ta còn nhớ tới nhau. Nhớ trường cọc bé xíu, nhớ phóng nhút nhát hiền lành, nhớ tam bậu hay bắt nạt các bạn, nhớ nhóm Tâm, Thắm, Thu, Tuyến, Hoài, nhớ ba Hằng, Duyên, Thêu, Duyên, Trang, Miến, Nguyệt, Lan, Hiếu, Hà. Các bạn của tôi ơi, quần xanh áo trắng ơi, lớn lên cùng nhau, vui chơi phụ giúp cha mẹ chăn trâu cắt cỏ, bắt con cá, con tôm, lâu lâu hoạnh hoẹ nhau, cãi nhau, thậm chí có đánh nhau thờ dại, chia bàn trốn học, trốn trực nhật và rất rất nhiều cho nghịch ngợm. Rồi bỗng nhiên biết xấu hổ, biết phập phồng, hồi hộp, biết chỉn chu lời ăn tiếng nói, dần biết ước mơ. Chúng ta giờ đây mỗi người một lĩnh vực, một địa phương trải dài trên cả nước. Bạn ổn định, bạn phong trần, bạn bình dị đất quê. Tất cả vì hai chữ tình bạn để kết nối, để gặp gỡ, để thân tình. Giao lưu, đoàn kết, sẻ chia, vun đắp cho hội khóa của chúng ta ngày càng bền chặt và phát triển. Mong rằng ngày hội khóa sẽ còn tiếp diễn để được thêm những lần tri ân cô thầy, những cái siết tay thân ái bạn bè, quây quần tụ hội, để nụ cười tỏa sáng lung linh. Cùng nắm tay nào, cùng hát vang bài ca tuổi trẻ, hát vang câu hát quê mình. Trong tiếng gọi mẹ ơi, về với mẹ, về nơi thật yên bình, nước mắt ta rơi bởi một điều có thật. Xin chào các bạn, mình là Ngọc Anh, đứng cạnh mình là có bạn Trang và bạn Huệ. Chúng mình đại diện cho lớp A. Lớp mình trước đây học đó có 52 bạn và dự kiến là đợt tới này về dự hội khóa là có 38 bạn. Chúng em xin gửi tới các thầy cô cùng các bạn lời chúc sức khỏe. Chúc hội khóa thành công tốt đẹp. Xin chào tất cả các bạn, mình là Duyên. Đứng bên cạnh mình đây là bạn Trường, bạn Thảo, bạn Trung và bạn Ngọc. Tất cả chúng mình là thành viên của lớp B. Thời đi học thì sĩ số của lớp mình là 50 người.
Tới nay trở về hội khóa thì lớp mình dự kiến sẽ có 42 người tham dự. Hôm nay chúng mình về đây với một thông điệp: Chúc hội khóa thành công tốt đẹp. Xin chào các bạn, mình là Diện, đứng cạnh mình là Trình. Chúng mình là đại diện cho lớp C. Lớp mình trước đi học có 48 thành viên. Tham dự khóa đợt này sẽ có 41 thành viên. Thay mặt cho lớp C, em xin chúc sức khỏe các thầy cô, chúc các bạn sức khỏe và chúc cho hội khóa thành công tốt đẹp. Chúc hội khóa thành công tốt đẹp. Nếu có ước muốn trong cuộc đời.